Lúc trước em bắt cặp có nói chuyện với trai. Với trai hả? Dạ, với lâu trai. Chưa? Cũng mới mới đây à. Mới hả? Hôm mắt xe chưa? Là chưa, bữa đó là chưa có mắt xe. Mắt xe thì mới mất thời lệ này thôi. Còn lúc đó là có tăng tịnh với trai. Lúc đó em bắt được em hỏi là em có quen quen đó lâu chưa? Người vậy em nói là quen lâu rồi, quen 2-3 năm rồi. Ôi trời ơi. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây rất nhiều các anh các chị về đây để nhờ anh em ở Trịnh Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Ở đây đặc biệt một cái câu chuyện tiếp theo, hoặc một gia đình hiện nay là có hai người đàn ông đang về đây để mong muốn để nhờ anh em ở Trịnh Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin có thể là đây một cái câu chuyện, có thể là đây gia đình mình là chắc hai người thân, hai chú cháu phải không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ xin phép xin chào chú đi ha. Chú có thể chú giới thiệu cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chú tên gì? Lâm Hùng. Chú Lâm Hùng à? Dạ. Chú Hùng hiện nay đang ở đâu? Đang ở Sóc Trăng. Sóc Trăng hả? Dạ. Vậy là hiện nay từ Sóc Trăng hai chú cháu để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm người thân đúng không? Dạ. Dạ cảm ơn chú nhé. Rồi chào em trai. Dạ. Em cho anh biết em tên gì? Em tên Sơn Nha. Sơn Nha hả? Dạ. Vậy là em là người Khmer? Dạ. Hay là em người Khmer hả? Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi hả? Rồi em cho anh biết này, hôm nay em về đây nhờ anh em mình xin Bình Dương tìm ai? Dạ em tìm vợ của em ạ. Tìm vợ hả? Vâng. Em cho anh biết vợ em họ tên là gì? Dạ vợ em là tên Thạch Thị Hiếu. Thạch Thị Hiếu? Dạ. Vợ em sinh năm mấy? Sinh năm 2004. Năm nay là 20. Dạ. Em 23 tuổi. Dạ. Hai người có cùng gần nhà nhau không? Dạ cùng, một người thì ở Trần Đề, còn em thì ở Bình Châu. Cách xa không? Cũng cách xa. Em cưới vợ lâu chưa? Dạ em cưới được năm nay là được 2 năm ạ. 2 năm hả? Dạ. Ồ, mình có con chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Em đang làm công việc gì? Em đang làm công ty Valen ở Khánh Bình ạ. Khánh Bình? Dạ. Là ở đâu? Tân Nguyên. Tân Nguyên Bình Dương hả? Dạ. Thế còn vợ em? Cũng làm ở đó luôn. Hai người làm chung hả? Dạ làm chung chị luôn. Ồ. Vậy là mình ở trọ hay ở nhà của mình? Ở nhà trọ. Nhà trọ hả? Hai vợ chồng em có làm chung ca chung truyền không? Là làm chung chị luôn ạ. Chung truyền luôn hả? Dạ. Vậy là mình đi một xe hay hai xe em? Dạ đi lúc trước á là đi một xe. Rồi sau này á là mới đi xe riêng. Sao lại đi xe riêng chi vậy, tốn xăng? Là dạng là một người muốn đi trước đi sau vậy á. Ồ. Ai nói chuyện như vậy? Như là gà sớm gà trẻ. Chỉ chờ nhau xíu mà đúng không? Dạ. Bình thường chờ nhau lâu không? Thì không lâu đâu. 5-10 phút không? Bình thường 5-10 phút không? Dạ, thế mình chờ nhau 5-10 phút thì mình về có nhau còn hơn là mỗi người đi một xe. Không phải là không muốn chờ đâu. Tại vì á, nhầm khi á là vợ thì muốn đi làm sớm, còn em thì muốn đi làm trễ vậy đó. Thì nó đi chung một xe nó khó. Ừ. Ồ, vậy là công ty mấy giờ làm việc? Là 7 giờ rưỡi lại vô. Ồ, thế còn làm sớm hơn vẫn được á hả? Làm sớm nói chung là 7:20 phải có mặt họp trong công ty. Ồ. Là phải đi sớm. Ừ. Hai vợ chồng em làm lương cao không? Dạ cũng cao. Khoảng nhiêu em? Dạ khoảng một tháng là tầm 11-12 triệu một người. Dạ. Ồ, cao lắm. Công việc có mệt nhọc lắm không em? Dạ cũng mệt. Là may sofa. May sofa hả? Dạ đúng rồi. Làm ăn theo sản lượng. Mình làm được nhiều thì mình được tiền nhiều. Tiền hàng tháng em có đưa cho vợ không? Dạ có. Họ đưa hết không? Dạ không, nói chung là gửi về nhà. Là sao? Ý là gửi về nhà để trả cho người ta này nọ. Sao phải trả? Hai vợ chồng mới cưới mà chưa có con mà trả ai nữa? Thì trả nợ người ta này nọ. Em trước em vay mượn hả? Lúc trước thì em có tai nạn. Ồ. Tai nạn là bên gia đình của vợ của em là bên đi vay có nhờ tiền của nhà nước. À, bây giờ phải trả cho người ta đúng không? Đúng rồi. Thì vợ của em thì gửi về nhà, còn tiền của em thì xài, ăn xài thì hàng tháng. À, rồi. Có nghĩa là mình cũng hoạch định, mình tính toán, mình bàn bạc nhau đúng không? Đúng rồi. Vợ em có khi nào bỏ nhà đi hoặc trốn ca, hoặc trốn giờ, hoặc trốn ngày đi làm không? Dạ, chưa bao giờ hết. Lần này đấy hả? Mình cứ nói thật đi. Dạ, từ lên tới giờ là chưa, chỉ có bữa lễ tháng chín á. Nó có đi chơi. Đi chơi một mình từ sáng tới đêm tới ngày mai mới thấy về. Ồ. Sao đi chơi một mình ở đâu mà lâu vậy? Em cũng không biết đi đâu hoặc nào qua đâu luôn.
Rồi lúc mà đi thì chạy xe chiếc khu chờ màu trắng đen. Rồi lúc về thì không thấy xe đó nữa. Mất xe luôn. Mất xe luôn. Nhưng mà thấy xe khác về. Ồ, làm đấy. Thấy xe khác về. Xe này. Thấy xe khác về. Thế là em có hỏi là cái xe của mình đâu mà tại sao đi xe này? Lúc mà em hỏi á, em hỏi là em ơi, xe đâu? Rồi giờ em nói á, cắt lại nói là xe hư rồi. Thì em nói là xe hư rồi sửa đâu? Nói là sửa ở chỗ ngã tư Thanh Bình. Vậy em cũng hỏi là xe sửa đó tiệm tên gì? Nói là nó không biết. Nói là không để ý, không để ý tiệm sửa xe. Lúc trước là đi xe Future. Dạ, lúc trước đi xe Future. Về sau là xe quay. Dạ, là về lúc gì là về xe quay đó, quay tàn. Quay tàn luôn hả? Quay Quay tàn này là biển số là 81. Bao nhiêu? 81. 81T1 hả? Dạ, 81T1. 05509. Dạ. Xe màu gì đấy? Xe màu bạc. Màu bạc hả? Valentine màu bạc. Thế là cuối cùng vợ vẫn không nhận là xe để đâu? Dạ. Bây giờ xe đâu rồi? Xe mất luôn rồi. Mất luôn à? Em hỏi là vợ là xe sửa đâu? Nó là sửa trong thành phố Thanh Bình. Mà lúc phải đi hồi lại á, thì lần sau á, thì nói không xe không hư nữa. Nó là đi cầm rồi. Lại cầm rồi. Rồi lúc em hỏi là xe cầm đâu? Cầm giấy đâu? Rồi em hỏi là cầm rồi giấy đâu? Nó không có nói gì với em luôn. Nó im ru luôn. Mất em. Rồi em hỏi là tìm cầm đồ ở đâu? Nó không nói với em một câu nào luôn. Nó nói ở đây, nó nói ở kia, nó chỉ nói là cầm rồi. Rồi tới lúc em hỏi là giờ cầm rồi tiền ở đâu, nó không nói với em luôn. Bây giờ mất xe rồi. Mất xe luôn, từ khi mà từ lễ nghỉ lễ tới tới bữa nay luôn là không thấy xe về. Thế còn người? Người thì mất từ hôm 3 tới giờ luôn, không thấy về luôn. Tự dưng đi luôn. Mất tích luôn. Vợ em ở nhà có bấm điện thoại hoặc có lên mạng hoặc có nói chuyện Zalo hay là Facebook hay là TikTok không? Có. Nói chuyện trên TikTok hả? Dạ. Nói chuyện với ai? Thì lúc trước á, em bắt gặp có nói chuyện với trai. Với trai hả? Dạ. Lâu chưa? Cũng mới đây à? Mới hả? Hôm mất xe chưa? Là chưa, là bữa đó là chưa có mất xe. Mất xe thì mới mất thời lệ này thôi. Còn lúc đó là có tăng tịnh với trai. Lúc đó em bắt được em hỏi là em có quen đó lâu chưa? Rồi vậy em nói là quen lâu rồi, quen 2-3 năm rồi. Ôi trời ơi! Quen 2-3 năm rồi, trong khi đó là em vô coi tin nhắn là có hẹn với nhau. Là lễ hát thanh trinh này, nếu mà có gặp nhau thì chở nhau đi chơi, rồi vô nhà nghỉ nữa. Ôi, là có tin nhắn là vô nhà nghỉ? Là có nhắn gì nữa, rồi còn nói là sẽ có, nếu mà không vậy là em là mình đi theo nhau đi. Có nói gì nữa. Em có tin nhắn trong điện thoại của em luôn. Cuối cùng là đúng 2 tháng 9 là bà đi thật. Bà mất xe luôn. Là mất xe luôn. Hôm đó là cái tin nhắn em đọc là trước lễ. Trước đó nữa, trước lễ đó. Sao em cảnh giác, theo em cảnh giác cái ngày lễ đó? Cảnh giác thôi. Không canh được à? Thì bữa đó là nói chung là ba vợ của em là làm ở Đồng Nai. Rồi có gọi điện qua nói là được nghỉ lễ mấy ngày. Nói là được nghỉ lễ 2 ngày. Rồi xong ba vợ gọi là có qua chỗ ba chơi không, rồi có gọi là nói chuyện ba con ta nói chuyện, rồi xong rồi hỏi xong tắt máy hỏi em anh có đi không, em nói là ở đâu, ở Đồng Nai, nói là từ đây tới đó là tầm 1 tiếng đồng hồ, rồi bữa đó trời gần 4 giờ rồi trời mưa lâm câm nữa, em nói là thôi anh không đi đâu, em đi được thì em đi, xong nó không đi, xong rồi từ đó là tới tối 7 giờ. Bây giờ là nó đi chơi, em hỏi nó đã đi đâu, nó nói là đi chợ. Nhưng mà trước khi đó là chợ cứ gần phòng là đi bộ tầm 3 phút là tới rồi. Nhưng mà nó chạy xe đi từ 7 giờ tới 10 giờ mới nói về. 3 tiếng? 3 tiếng đồng hồ mới nói về. Xong rồi là sáng sớm là thường nghỉ lễ, nghỉ chủ nhật là nó ngủ tới 11-12 giờ mới nó thức. Nhưng mà trước khi đó, từ đó là sáng sớm 6 giờ mấy là nó thức dậy, nó tắm rửa, thay đồ, rồi nó lấy xe đi, nó không nói với em một câu nào luôn. Nó xe đi là nó đóng cửa lại, nó không xe đi. Từ đó từ sáng tới đêm tới ngày mai, tới ngày thứ tư vô làm. Rồi em đi làm, em tăng ca về mới thấy nó ở trong phòng. Rồi em hỏi vợ em nói sao? Nó không nói gì hết trơn. Không nói gì. Rồi em thấy xe đó, là lạ, mà em hỏi là xe này, rồi xe kia đâu. Nó nói là xe đó hư rồi. Xe hư rồi sửa ở chỗ ngã tư Thanh Bình. Em nói là bây giờ em đi, dắt anh đi. Thế đó sửa đâu, nó nói là sửa kia sửa này. Rồi em nói giờ tiệm sửa xe đâu, nó không biết. Đại loại là không nói được. Nó không nói được. Rồi em hỏi là tiệm sửa xe tên gì, nói với anh đi, nó nói là không để ý tên. Rồi xong rồi mới là nó vẫn chạy xe cũ đó đi làm. Rồi xong rồi mới hồi hôm qua
hồi hôm qua là nó cũng chạy xe đi làm, em chạy theo dõi nó với chú em, chú này nè là chạy trước em chạy sau. Rồi trong khi đó nhưng mà sáng đi làm công ty ngày thứ hai là xe nhiều á, rồi cũng không để ý nó mất dấu luôn, mất dấu mất tích luôn, từ hôm qua tới từ sáng tới tới tối tới bữa nay không thấy nó về luôn. Vậy là vợ của em ấy em ạ. Anh nghe được đầu tiên ấy, thì em nói chuyện có thể là chưa nói ra, nhưng đến giờ phút này anh cảm nhận được em ạ, là vợ của em nói như thế là đúng rồi. Vợ của em có thể là quen những người đàn ông khác, có thể là trước em, yeah. Sau đó đến với em, yeah. Và có cưới đúng, yeah, không? Yeah. Nhưng đến giờ phút này vô tình một ngày đẹp trời, vợ em lại gặp được người đàn ông đó, yeah, trên TikTok. Đang ví dụ như vậy, yeah. Và đôi khi là nói chuyện nhau mình cảm thấy mình lại có thể gắn bó với cái cuộc trò chuyện này, hoặc là lại có một lẩy sinh tình cảm, yeah. Một ngày thì không sao em ạ, vài ba ngày nó khác, yeah. Vì vậy cho nên là đến giờ phút này anh mới hỏi em, vợ em có chơi trên mạng xã hội không, thì em nói là vợ em có chơi trên TikTok. Đó. Vì vậy là em có thấy tin nhắn đúng không, trò chuyện, yeah. Chị trên Messenger. Vì vậy cho nên vợ em lấy xe đi một cái tiêu chờ, yeah, để đi đổi một chiếc xe quay này, yeah. Vợ em không giải mức độ như vậy, yeah. Nhưng đôi khi người đàn ông kia người ta đói, người ta khổ, người ta không ăn, công ăn việc làm, có thể người ta bán chiếc xe hoặc, yeah, cầm chiếc xe, yeah, và muốn vợ em về để không ai biết, hoặc để vẫn tiếp tục có phương tiện để lên kế hoạch để đi hẳn và đi xa. Vì vậy đem cái xe đó về để đi tạm thời. Thì cái xe đó anh nghĩ là cái xe đó quay lát về quay tàn chắc không có giấy tờ, không có, ừ. Em kiểm tra rồi không có giấy, không giấy tờ đúng không? Nó chỉ trị giá 500 ngàn đến 1 triệu bạc, còn cái xe của em có thể là trị giá mấy chục triệu, yeah. Đôi khi vợ em bị mù quáng trong tình yêu em ạ, à, có thể người ta dụ vợ em không phải là người ta yêu thương, yeah, người ta lợi dụng được cái gì đó, yeah. Có thể là trước mắt là được cái xe, sau đó thì vợ em quen mà có thể bỏ nhà đi, yeah. Đến lúc bỏ nhà đi thì mọi chuyện bể vỡ lở ra rồi, và người ta nhắm có cái gì đó không lợi dụng vợ em một nữa, người ta sẽ có thể là không quen vợ em nữa, yeah, em ạ. Đó, đây là may mắn cho em là chưa có con, yeah. Còn nếu có con thì cái câu chuyện này của em đi rất xa, yeah, đúng không? Có con là rất khổ, yeah. Có con này vợ em đi như thế này là chắc chắn sẽ bỏ con. Anh ấy gặp rất nhiều người phụ nữ đi với người đàn ông khác bỏ con cho cha mẹ, thậm chí cho chồng, nhiều đứa khổ không có sữa uống luôn. Nhưng khi người ta đi ấy, người ta không có suy nghĩ được em ạ, à, người ta không suy nghĩ được gia đình đâu. Phụ nữ thường nhiều người đã như vậy. Bây giờ thì em cũng nói chuyện với ba mẹ, vợ cũng như ba mẹ của em bàn bạc để có hướng, có em ạ, à, để có biện pháp để xử lý giải quyết. Nhưng theo anh khuyên một lời khuyên chân thành, anh không nói em bỏ vợ nhé, yeah. Anh biết rằng em cũng bỏ rất nhiều công sức đúng không, yeah. Dù gì cũng sống chung và cũng là vợ và đăng ký kết hôn và cưới nhau đúng không, yeah. Cũng vài năm liền, thời gian phải nói là không ngắn đúng không, yeah. Mình cũng có rất nhiều tình cảm mình mới sống với nhau được, yeah. Nhưng đến giờ phút này vợ em vì lý do nào đó, có thể là thương yêu người khác, có thể là say nắng say mưa gì chẳng hạn, yeah. Vợ em đã rời xa em, trước mắt là vợ em dại về tình yêu, vợ em đã mất tài sản, yeah. Mà tài sản đó không, đôi khi không phải tài sản của vợ em không, mà có thể là cả công của em nữa em ạ, à. Mà vợ em đi thế này là không phải đi một lần đúng không, đi thế này đã đi lần này là thứ mấy rồi, lần này là thứ hai đúng rồi. Thì anh nghĩ rằng em phải lên suy nghĩ trong cuộc tình này em ạ, à, em vẫn còn rất trẻ, yeah. Em đừng suy nghĩ là mình đã có vợ, em may mắn là em chưa có con, yeah. Em có con là mới phức tạp, nó mới ăn giả, yeah. Còn nếu em có chịu khó, công việc của em tháng trên dưới 10 triệu, chịu khó, anh nghĩ rằng rất nhiều cô gái đẹp, yeah, người ta có đạo đức nha, yeah, người ta có rất nhiều điểm, có thể người ta sẽ thương em thật, yeah. Đó là những cuộc tình chính thức, yeah, về sau mới có tương lai, mới có hạnh phúc được. Còn bây giờ mới có 2 năm thôi đúng không,
chưa dài lắm đâu em, mà chưa gặp gì gian khó, chưa gặp gì khổ sở mà cô ta đã bỏ em giữa chừng. Em phải suy nghĩ nó có thể là đây là duyên phận em ạ, có thể là cô ta trả lợi cho em hết rồi. Dạ cô ta đi em ạ, đừng có suy nghĩ buồn rầu quá nhá. Anh luôn luôn muốn động viên cho em như vậy, còn tùy em, thương thì chắc chắn là phải thương rồi đúng không? Mình cũng thương, mình đâu có ở với nhau, nhưng mà thương chưa hẳn đã hết em ạ, thương nhưng mà chưa hết được. Chắc chắn là gia đình em hoặc gia đình ba mẹ vợ em hoặc những người thân của em rất buồn trong chuyện này, đặc biệt là biết được sự thật em. Nhưng mà sau cơn mưa trời lại sáng rồi, em không thể buồn mãi mãi suốt đời được. Em cùng lắm buồn năm bữa nửa tháng này, không có buồn hoài được. Thì hôm nay thì thực sự một cái câu chuyện mà em về đây để nhờ anh em mình xếp Bình Dương tìm vợ một cô gái rất trẻ, mà chỉ hẹn hò nhau trên TikTok, đến giờ phút này rời xa chồng của mình để đi theo người đàn ông khác. Một người phụ nữ mà có chồng đúng không? Yeah. Mà lẽ như vậy lẽ ra phải rủ chồng đi chơi. Yeah. Mà trốn chồng đi suốt ngày suốt đêm như vậy, anh thấy một câu chuyện bất thường. Yeah. Em đi chơi với ai, bất khả kháng em phải gọi điện, nhắn tin cho anh biết. Yeah. Đó là thật. Còn em đi lén lút mà em không cho anh biết, mà thậm chí em chẳng trả lời, mà gọi điện thậm chí em không nghe. Yeah. Đó là những câu chuyện bất thường đúng không? Nếu phải em đi như vậy và em có chịu không? Nếu em đi một hai ngày mà những ngày lễ ngày Tết mà em không dành thời gian cho gia đình, em đi như vậy gia đình em có chịu không? Đặc biệt là vợ của em ở nhà có chịu không? Đúng không? Chắc chắn là tất cả người ta đều phải nghi ngờ dù rằng người ta không thấy. Còn bản thân em hiện nay em đã đọc tin nhắn, những dòng trạng thái vợ em đã nhắn tin hò hẹn với người khác trước ngày lễ, mà đúng lễ là đúng kế hoạch, đúng bảy nha em ạ. À, em nên suy nghĩ kỹ trong cuộc tình này, tìm hay không tìm, và có thể bỏ qua cho cô ta được không? Có nhiều người đàn ông nhất quyết bỏ cho vợ 4-5 lần nhưng vợ tiếp tục em, cứ 2-3 năm hoặc 1 năm vợ đi vài lần, mỗi lần một người đàn ông khác em ạ. Tha rằng bây giờ còn sớm em ạ, tuổi đời còn rất trẻ. Chứ nếu em mà níu kéo cuộc tình này lai mai mà có con hơn 30 tuổi rồi ra, đến lúc bây giờ em kiếm được những người phụ nữ khác trẻ ngang hàng phải đứa của em rất khó. Đến lúc bây giờ em, cái quyền lựa chọn của em không phải không có, có nhưng rất ít. Anh nhìn qua cô gái này anh nói thật, có nhiều nét anh thấy có gì đó không ổn. Không biết là bên trong cô ta đang suy nghĩ gì. Anh không phải là thầy phán đâu em nhá, nhưng anh chỉ muốn nói sự thật. Chắc chắn em hiện nay đang rất buồn, bỏ công bỏ việc đúng không? Để đầu tư một cuộc tình, đầu tư cho một người vợ, dù rằng này hai người cũng ôm nhau, lắm tay nhau trong một thời gian phải nói là cũng mấy trăm ngày, 25 là mấy trăm ngày đó em, nhưng chưa đủ đâu em. Nhiều người ta lấy nhau mấy chục năm người ta còn còn ly hôn mà đúng không? Nên hiện nay thì chưa có gì để chắc, chắc không có gì chắc. Em hãy suy nghĩ lại nhé. Anh biết rằng anh nói những điều này em rất buồn, nhưng anh không thể nói thẳng ra là em ở hay em bỏ nha. Anh không khuyên ai như vậy, không bao giờ khuyên anh bỏ vợ bỏ chồng, nhưng anh khuyên em có suy nghĩ lại, bình tâm em ạ. Chứ bây giờ mình buồn giàu, mình còn cha còn mẹ đúng không? Tương lai còn rất dài. Có nhiều người á, thất tình ấy, người ta làm đủ mọi chuyện luôn để cho gia đình phải là tổ chức những tiếng khóc buồn đó này. Em có hiểu từ đó không? Đó là mình dại. Bởi cha mẹ mình chưa báo hiếu được đúng không? Chỉ vì một cô gái mà mình phải thế nào, mình phải thế kia nào, đó là mình dại đúng không? Bản lĩnh nghị lực của em, anh em hiểu chứ, mình nhưng sẽ cố gắng đăng tải thông tin của em để tìm vợ. Anh hy vọng là sẽ gặp được vợ của em để cho hai người trò chuyện với nhau lần cuối cùng, dù rằng ở được hay không ở được
em ạ. À, nhưng mình phải nói chuyện với nhau chứ bỏ đi như thế này thực sự rất buồn đúng không? Mình muốn nói chuyện mà mình muốn hỏi cái tại sao, lý do thì hiện nay mình không hỏi được. Em mong muốn điều đó không? Em chỉ muốn là gặp mặt rồi nói chuyện cho rõ ràng rồi xong xuôi rồi muốn sao thì sao thì mình tính tiếp. Thì bây giờ mình đi vậy rồi, muốn kia muốn nói chuyện rồi ở nhà ba mẹ thì buồn, kia mẹ không thấy cũng khó nói chuyện. Giờ chỉ muốn gặp mặt rồi về rồi nói chuyện với nhau rõ ràng, thỏa thuận với nhau rồi xong xuôi rồi muốn sao sao thì hai em thì tự giải quyết. Nếu như hôm nay vợ em sẽ quay về hoặc vợ em sẽ liên hệ cho em hoặc cho anh em hiệp sĩ Bình Dương, vợ em tuyên bố thẳng thắn là tôi không còn tình cảm với anh nữa, tôi đã tìm hạnh phúc mới rồi, em có cam tâm chấp nhận không? Chấp nhận. Yeah. Sự thật vẫn là sự thật em. Yeah, cũng là sự thật. Mình giữ được người ở chứ đâu có giữ được người đi đâu em. Đúng không? Có nhiều người giữ mà cố gắng giữ người ta bỏ đi nửa đêm. Mình đâu có giữ là mình đâu có canh được. Sống là phải tin nhau mà đã không tin nhau thì không sống được. Em ạ. À. Rồi em hãy nói một điều gì đó để cho vợ em xem được video này. Nói rõ ràng đấy. Vợ, nếu mà em thương ba mẹ hoặc là thương anh chị em hãy quay về đi. Rồi chuyện của hai chúng mình á, thì mình gặp nhau mình nói chuyện cho rõ ràng, cho cô bác anh chị em và ba mẹ bên hai bên nói chuyện thỏa thuận với nhau. Rồi chúng ta có gì gì thì mình nói cho rõ ràng. Chứ em đừng đi vậy, khó nói chuyện lắm. Cảm ơn em. Chú ấy nói một điều gì đó để cho cháu của mình xem được video này, cháu của mình suy nghĩ lại để có thể là quay trở về để cùng nói chuyện với nhau những điều tốt đẹp nhất. Dạ, mời chú lên tiếng. Chúc ông bà chú muốn chào mình với gì? Vì mẹ nó giờ người ta không xỉu qua xỉu lại nó còn xỉu đúng không? À, cái xe của nó mất một đồng kiếm được, còn cháu con của mình mất rồi là khó kiếm lắm. Cho quay về thì không có gì nữa, cho cha mẹ tha cái video con. Khổ. Khổ lắm, cha mẹ khổ lắm. Bây giờ xin cho anh em lên tốt đi đó. Nhiều lúc kiếm nghe cháu gái của mình được rồi, mình cảm ơn. Cảm ơn chú, dạ. Cảm ơn cuộc chia sẻ của chú rất nhiều. Dạ. Hy vọng là em gái này tuổi còn rất trẻ, suy nghĩ có thể còn đang bồng bột. Nếu thực sự vợ em quay về, nói thẳng mà bây giờ không may em nỡ quen người đó người kia, người ta dụ, người ta lừa, người ta gạt, em sai lắm chứ thực sự em không yêu. Đến giờ phút này người ta lấy xe người ta bỏ em rồi, em muốn về gia đình, em muốn có anh, em mong anh cũng như gia đình tha thứ và thông cảm bỏ qua cho em để em tiếp tục được làm vợ anh. Em có đồng ý không? Em có đồng ý không? Không. Cương quyết là không. Muốn là được về gặp mặt với gia đình để nói chuyện thôi, nói chuyện rồi gà thỏa thuận với nhau. Còn em không cần phụ nữ như vậy nữa. Không. Cảm ơn em là một thanh niên rất trẻ bản lĩnh. Dạ. Cố gắng, anh hy vọng là em bản lĩnh thì sẽ đạt được những thành quả cao và tốt nhất trong tương lai, trong thời gian về sau em nhé. Rồi hôm nay chú cùng em trai về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm cháu ruột của mình cũng như em trai tìm vợ. Gia đình mình có đồng ý cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả những thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để tìm cháu ruột cũng như em trai tìm vợ không? Đồng ý không? Đồng ý. Tất cả những thông tin gia đình mình cung cấp chia sẻ để tìm người thân này hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ, cảm ơn nhé. Dạ, kính thưa cô chú chị và bạn, đây tiếp tục một câu chuyện rất và đang rất ngang trái. Một cuộc tình có thể là nhiều người đến 40-50 năm này vẫn bỏ nhau. Nhưng bỏ nhau mỗi một người bỏ nhau một cách mà mỗi người bỏ đi và rời xa nhau một cách. Có người thì âm thầm lặng lẽ, có người thì vẫn còn nói chuyện ngon ngọt, có người thì ôm tài sản âm thầm bỏ đi. Nhưng đây một cái câu chuyện một em trai và một chú hiện nay đang về đây mong muốn nhờ anh em sinh dương ghi hình đăng tin để tìm người cháu của mình. Em trai để chia sẻ những câu chuyện về đó là thực sự là anh em nghe rất buồn. Một cô gái rất trẻ mới cưới chồng được 2 năm. Đến giờ phút này đã âm thầm lặng lẽ là nhắn tin cho người đàn ông khác và đã dắt xe đi, đến giờ phút này không quay trở về. Hy vọng là em gái này nếu xem được video này, em gái suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình để nói chuyện. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện là thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ quân Tần Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em tìm cách để khuyên em gái quay trở về để cùng nói chuyện với gia đình lần cuối cùng.
Dạ, cuối video cho phép công Trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương đã xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.